Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Nóng, quân đội Ukraine nã pháo vào sở chỉ huy tiểu đoàn Azov. Tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhiều diễn biến mới vẫn đang được cập nhật. Một số phương tiện truyền thông của Nga đưa tin, trong khi tinh thần của quân đội Nga cùng các lực lượng vũ trang ở Donbass và quân đội Chernihiv lên cao, thì trong nội bộ quân đội Ukraine bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn. Theo một số nguồn tin, đã xảy ra bất đồng giữa quân đội Ukraine và tiểu đoàn Azov, thành phố Mariupol, nằm ở miền đông Ukraine, cách không xa Donetsk, không chỉ là một thị trấn quân sự ở Ukraine mà còn là thành trì của tiểu đoàn Azov, vũ trang cực đoan. Sau khi những chiến binh Chechnya lên đường đến Ukraine, tiểu đoàn Azov đã công khai tuyên chiến với những người lính Chechnya, rằng họ đang đợi lính Chechnya ở thành phố Mariupol. Thủ lĩnh Chechnya, Ramzan Kadyrov đã tức giận nói rằng ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận sự đầu hàng của tiểu đoàn Azov và quân đội Chernia sẽ quét sạch tiểu đoàn Azov. Để giảm bớt tổn thất và đạt được mục tiêu trong thời gian sớm nhất, thủ lĩnh Kadyrov đã ban hành lệnh thưởng. Ông Kadyrov nhấn mạnh rằng bất kể sống hay chết, chỉ cần có thể bắt được thủ lĩnh tiểu đoàn Azov thì có thể nhận được phần thưởng trị giá 500.000 USD. Kadyrov và Tổng thống Ukraine Zelensky có thể không nghĩ tới rằng mặc dù quân đội Chernihya đã đến Mariupol và chờ đợi cơ hội để đối đầu với tiểu đoàn Azov, nhưng vào thời điểm quan trọng này, tiểu đoàn Azov đã có những hành động chống lại quân đội Ukraine. Lực lượng vũ trang Donetsk cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa chiến thuật OTR-21 Toka để tấn công vào sở chỉ huy của tiểu đoàn Azov ở Mariupol, giết chết tại chỗ hơn 20 người và hơn 10 phương tiện, trang thiết bị bị phá hủy. Cần phải nhắc lại rằng, tiểu đoàn Azov đã gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine và về mặt logic là một phần của quân đội Ukraine. Nhưng vào thời điểm quan trọng khi quân đội Nga bao vây thành phố, tiểu đoàn Azov đã đụng độ với quân đội Ukraine và điều này đã gây ra bất ngờ cho giới truyền thông. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, với sự giúp đỡ của quân đội Nga, mặc dù các lực lượng vũ trang thân Nga đã bao vây Mariupol, nhưng để tránh gây hại cho người dân vô tội, Nga đã chọn cách kêu gọi quân đội Ukraine ngừng bắn và kêu gọi người dân địa phương Ukraine nhanh chóng sơ tán. Một số báo cáo sau đó cho biết lý do của cuộc đấu đá nội bộ giữa hai bên là do tiểu đoàn Azov hoàn toàn không tuân theo mệnh lệnh của quân đội, không tuân lệnh trên chiến trường và không chịu tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên. Mặc dù con số cụ thể chưa được thống kê, nhưng có thể thấy từ các báo cáo trước đây cho thấy tiểu đoàn Azov có khoảng 1.000 người lực lượng này thực tế không thuộc quản lý của quân đội mà do Bộ Nội vụ quản lý. Vì vậy họ không trực tiếp thuộc quyền lãnh đạo quân đội và việc họ không tuân theo mệnh lệnh trên chiến trường là điều dễ hiểu. Tóm lại, tiểu đoàn Azov đã tiến hành một chiến dịch nhằm thanh trừng sĩ quan Ukraine trong trường hợp bất đồng quan điểm. Tuy chỉ huy đo sống sót nhưng bị thương nặng, để trả đũa tiểu đoàn Azov, quân đội Ukraine đã chọn cách pháo kích vào sở chỉ huy tiểu đoàn Azov. Cuộc đối đầu giữa quân đội Chernia và tiểu đoàn Azov là kết quả của sự cân nhắc chứ không phải bốc đồng, bởi vì tiểu đoàn Azov cực kỳ dũng cảm, lão luyện trong chiến đấu đường phố và đã công khai hạ nhục Chernia. Việc ông Putin để Chernia đến Maripo và tham gia vào cuộc giao tranh trên đường phố Kiev chắc chắn là một bước đi khôn ngoan. Điều này cho thấy nội bộ của Ukraine không phải là một khối. Tiểu đoàn Azov, quân đội Ukraine và lính đánh thuê phương Tây đã tham chiến cho phía Ukraine rất khó đồng nhất với nhau. Điều này tạo cơ hội cho quân đội Nga dễ dàng đánh bại từng đối tượng một. Thực tế có thể thấy cơ hội giành chiến thắng của Ukraine là không lớn. Ukraine không chỉ nhiều lần bị lộ thông tin tình báo mà bắt đầu xuất hiện những tình huống bất đồng. Giải pháp tốt nhất cho tình hình hiện nay là hai bên ngừng chiến tranh càng sớm càng tốt và tiến hành hòa đàm để tối đa hóa lợi ích của cả hai bên.